Chính phủ Áo mới đây cho biết là ngôi nhà nơi trùm phát xít Adolf Hitler chào đời sẽ trở thành đồn cảnh sát địa phương. Quyết định được đưa ra sau nhiều năm tranh chấp về mục đích sử dụng của tòa nhà, với mong muốn gửi đi thông điệp rằng địa điểm này sẽ không bao giờ gợi nhớ đến chủ nghĩa phát xít. Chính phủ Áo sẽ tổ chức cuộc thi trên toàn châu Âu trong tháng này để chọn ra thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng mới cho tòa nhà rộng 800 m² tại miền Bắc nước Áo giáp giới với Đức. Công tác này dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm tới. Hitler chỉ sống trong tòa nhà được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 này vài tuần sau khi chào đời vào năm 1889. Tuy nhiên, số phận của tòa nhà này đã trải qua một cuộc tranh chấp pháp lý dai dẳng giữa chính phủ và người chủ cũ trước khi được chính phủ mua lại vào đầu năm nay. Trước đó, căn nhà này từng được dùng làm trung tâm chăm sóc người khuyết tật, sau đó thậm chí đứng trước nguy cơ bị phá bỏ.